Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị? Hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Thông báo giải đấu tri ân khán giả 19 giờ ngày 24 tháng 12, đấu giải 5 game MVP thắng nhận 200k Garena, MVP bại nhận 100k Garena. Mọi người chắc chắn phải bấm vào link dưới mô tả video để có thể tải app và tìm kiếm ID gỡ thủ 1207, sau đó ấn follow giúp mình. Lưu ý 100% các bạn phải ấn vào link để tải app thì mới nhận được giải thưởng nha mọi người. U là trời, đây là Garak, may quá mình cứ tưởng gặp Timmy nhưng mà không phải. Mình gặp Garak trong trận đấu ngày hôm nay. Ui, cái gì vậy? Trời ơi, cái quốc què gì vậy bà? What? Tao là ai? Đâu rồi đấy? A few moments later. Ô hay thế nhở, Garak team mình này có thể kéo được. Ơ bây giờ chỉ cần kéo được cái con Garak này vào trong tế đàn thôi là ngon này. Đúng, hợp lý. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Trụ tế đàn bắn cũng không thấm luôn. Nó quá trâu. 200.000 máu, cố gắng lên. Tiêu diệt. Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây các bạn ơi. Ngày hôm nay tiếp tục mình lạc trôi qua phiên bản thử nghiệm để có thể review cho mọi người chế độ chơi hoàn toàn mới. Đó chính là chế độ máy siêu khủng khiếp nha. Chỉ cần nhắc đến cái tên máy siêu khủng khiếp thôi là các bạn đủ biết là máy nó sẽ ra sao rồi. Máy bây giờ nó quay trụ mình như đinh gì, nó còn băng trụ như thế này, nó còn không nể mặt mình luôn. Không thể tin nổi, trụ bắn vào máy như kiểu mối đốt inox vậy, bắn không chết kia kìa. Ui dồi ôi, thế này thì ăn hành rồi. Quá nhục nhã các bạn ạ. Nếu như mà các bạn cảm thấy trình độ của các bạn được lên cao thì các bạn có thể vào chế độ này chơi và chọn ở mức khó nhất nha. Bây giờ mình đang bị ăn hành đây. Mình đang bị ăn hành đây với mấy con máy các bạn ơi, không thể chấp nhận nổi luôn. Và trong chế độ này thì máy sẽ được cường hóa kỹ năng và sẽ được tăng sức mạnh. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng làm sao ôm trụ và chờ đợi đồng đội tới ganh, chứ còn mình sợ bây giờ nó có thể băng trụ mình đấy. Đấy, Butterfly này máu lắm, băng trụ. Ui, chuyện gì xảy ra vậy? Ủa? Ui dồi ôi. Team mình bây giờ là 0-3, mình cũng fit một mạng rồi. Vừa xong Butterfly nhảy một cái là toát mồ hôi luôn. Nhảy một cái là toang luôn. Mình đã phải lên bảng điểm số nha. Trong chế độ này khi mà khởi động trận đấu thì các bạn chỉ ở cấp độ 1 mà thôi. Và ngoài ra thì những con máy sẽ ở cấp độ 3. Không chỉ thế, cái lượng vàng của các bạn ấy nó rơi vào khoảng tầm 800 vàng khi mà khởi động. Còn đối với máy thì nó sẽ có hơn 2.000 vàng nha mọi người. Bắn không thấm một chút nào. Xin một mạng cái coi. Một mạng đầu tiên dành cho bản thân. Nhưng mà sau khi mình ăn được một mạng thì mình sẽ có được 500 vàng. Đấy, có được 500 vàng thì bản thân của mình cũng sẽ sớm full đồ. Ở clip trước thì mình có đưa đến cho mọi người một trận đấu, và trận đấu đấy mình gặp cái con bot Timmy. Còn hy vọng rằng trận đấu ngày hôm nay mình đừng có gặp bot Timmy nữa, mình gặp cái con bot khác đi, để có thể review cho mọi người. Nhìn Butterfly thơm thật đấy. Nhưng mà các bạn nên nhớ nhá, Butterfly sát thương nó to lắm các bạn ạ. Bây giờ nó có thể nhảy vào mình bất cứ lúc nào, thế nên là mình sẽ cần phải dọn lính. Ôi nhưng mà cái gì phải Cacophony, ui băng trụ luôn này. Ui ui, chịu ơi, chịu thật rồi, mình đánh đến người mình còn không bị ăn hành như thế này đâu. Không thể tin nổi, đánh với máy nên là cần khó khăn như thế này. Team mình cũng sẽ được cường hóa kỹ năng, bản thân của mình đang quẩy tu len cũng được cường hóa kỹ năng, nhưng mà team mình cũng sẽ được cường hóa kỹ năng. Và đối với team máy thì nó sẽ lợi thế hơn, lý do là nó hơn về cái lượng vàng và nó lên được nhiều đồ hơn nhá. Bây giờ team mình toàn 3.000, 2.700 vàng, 3.000 vàng. Trong khi đấy là team máy được 6.000 vàng rồi. Các bạn đủ biết là chênh lệch nhiều như thế nào. Trong chế độ này các bạn có thể lựa chọn mức độ dễ, vừa và khó. Và ở clip trước ấy thì mình đã lựa chọn mức vừa, đánh thì cũng tạm ổn. Còn trận đấu này là mức khó nha. Và vì sao mà team địch lại có thể băng trụ nói như thế? Mức này đang là mức khó nha, mức khó nhất rồi đấy. Để có thể đối đầu với những con máy siêu khủng khiếp. Đang có Garak team mình xuống hỗ trợ này. Không biết là Garak xuống fit mạng hay là Garak xuống hỗ trợ mình, nhưng vừa xong mình thấy bạn ấy kéo hơi bị mù mắt nha. Ok, thích thì đánh nhau tầm này cũng được nè. Nào bây giờ mình sẽ dí luôn kết quả chiêu cuối.
Trước tiên là xử lý Butterfly. Đây chứ đâu, 500 vàng. Tiếp cận luôn Cafani đứng lại cái nào. Double kill. Uầy, ăn hai mạng thôi mình kiếm được 1.000 vàng luôn các bạn ạ. Các bạn đủ biết là mình kiếm tiền nhanh như thế nào. Chỉ có ở chế độ này thì chúng ta mới có thể kiếm được tiền nhanh như thế nhá. Phải chờ đợi thời gian bước sang phút thứ 7 cơ, thì lúc đấy mới xuất hiện cái con bot. Và hy vọng rằng trận đấu này mình đừng có gặp bot Timmy. Mình muốn gặp bot khác. Có mạng của Tara, chỉ cần kích hoạt chiêu cuối nhẹ nhẹ thôi, các bạn sẽ ngẫu nhiên gặp một trong ba con bot. Đó chính là Timmy, Grak hoặc là Slim nha. Ok, bây giờ úp soạt này mình thấy qua điều thuyền không còn quá nhiều máu. Quay đầu quay đít không cho về. Điều thuyền bốc ơi, và tên cả Mina nó trâu dã man các bạn ạ. Kéo đi Grak ơi. Trời ơi, nhìn Mina nó lực lưỡng dã man, tôi chịu. Team mình dồn đa vào Mina không ăn thua. Đấy, đồng đội của mình còn bị chết kia kìa. Quá khỏe các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy qua mình tấn công vào Mina như kiểu mỗi đốt inox vậy. Trong chế độ này thì Mina cũng trâu mà Tara cũng trâu cơ. Đúng là một trận đấu khó khăn, chơi với máy mà mình cảm thấy toát hết cả mồ hôi. Ok, tiếp tục ra dí luôn, Cafani. Chiêu cuối sẵn sàng, Cafani chắc chắn là phải lên bàn điểm số. Tổng cộng là mình được 6 mạng rồi, thôi thì tích tiểu đánh đại nhá. Bây giờ tiếp tục mình sẽ đẩy lính lên cao, nhưng mà mình thấy qua Butterfly máy đánh rất hổ báo. Chiêu cuối sẵn sàng, kích quạt. Và Butterfly phải lên bàn điểm số 500 vàng, 7 mạng rồi. Các bạn lưu ý giúp mình, cái con bot siêu to khổng lồ ấy, cái con bot trùng cuối ấy, nó sẽ có lượng máu là 150.000 máu nhá. Lát nữa các bạn sẽ cùng chứng kiến cái con bot 150.000 máu. Nó quá trâu, nó quá khỏe, nó quá khủng khiếp. Đấy, bây giờ thì tiếp tục ra dí thôi. Điêu thuyền, điêu thuyền ơi, điêu thuyền là lên bàn điểm số tiếp. Cho mình xin một mạng cái, Mina tanh trụ kìa. Trời ơi, trụ bắn vào Mina không ăn thua các bạn ạ. Mình dí chiêu cuối để xem có chết được Mina hay không. Không chết được Mina luôn. Mặc dù mình bắn cái chiêu cuối không chỉ là một cái lôi điểu bắn ra đâu, mà sẽ có rất nhiều lôi điểu bắn ra và vừa xong không chết nổi Mina. Là các bạn đủ biết như thế nào. Team máy đẳng cấp thật sự. Team máy nó đẩy rất nhiều trụ của team mình rồi đây này. Bây giờ Butterfly máy còn định dí mình. Mình lướt qua từ một cái dí làm sao được. Bây giờ sẽ giữ khoảng cách. Và sau đó là mình sẽ chờ đợi cơ hội nhá. Rồi mình sẽ kích hoạt lôi điểu này để xem. Đấy, kiếm được mạng, một mạng hỗ trợ. Và ngoài ra Cafani còn giáp hồi sinh thì hồi sinh với chúng tôi 500 vàng. Vất vả quá, dàn trụ team mình mất rất nhiều, trong khi đó dàn trụ team địch vẫn còn nguyên, team mình chưa chạm được vào một cái trụ nào của team địch luôn. What? Các bạn đủ biết như thế nào. Bây giờ team mình ăn được 14 và team địch ăn 13, team mày ăn 13 mạng luôn ấy. Bây giờ 5 thành viên team mình quay thử Tara xem giết được không. Châu đánh lâu cũng chết, dồn sát thương vào Tara, vất vả quá đi, có mạng của Tara rồi. Nhưng mà có mạng của Tara xong thì khu vực đường trên team mình mất đường lính sơ cấp. Để cho team mày lấy được đường lính sơ cấp là hơi bị dở nha. Bây giờ ra úp sọt luôn điêu thuyền này, không cho điêu thuyền về. Và điêu thuyền thì chắc chắn bốc hơi. Chưa gì mất một đường lính sức cấp rồi. Cảm giác như team máy hồi sinh nhanh cực. Cứ tiêu diệt được xong là team máy lại hồi sinh rồi. Sau đó là tiếp tục nó lên đẩy đường tiếp. Ok, chúng ta sẽ cùng đếm ngược thời gian. 57 giây, 58 giây, 59 giây. 7 phút đồng hồ chính thức xuất hiện cái con bot. Và không biết là cái con bot ngày hôm nay team mình đối đầu sẽ là ai các bạn ạ. Sẽ là cái con gì. Nhưng mà bây giờ sẽ cần phải thủ đường lính cấp thứ hai. Cafani hy sinh. Và một bé ra bộ mạnh à. Cho Butterfly bốc hơi nhá. Ok, 11 mạng. Bây giờ ví dụ nhá, team mình mất 3 đường lính cấp. Và ngoài ra đối đầu với cái con boss siêu to khổng lồ thì khả năng cao thì mình thua chắc luôn các bạn. Đúng là hiện tại đây là cái chế độ khó nhất rồi. Mình chọn mức là mức độ khó nhất rồi nha mọi người. Có mạng của điêu thuyền, cứ tưởng mình bắn chiêu cuối không chết được điêu thuyền cơ. Ula trời, đây là Grak. May quá, mình cứ tưởng gặp Timmy nhưng mà không phải. Mình gặp Grak trong trận đấu ngày hôm nay. Ui, cái gì vậy? Ula trời, vừa xong các bạn chứng kiến qua hay là do mình hoa mắt chóng mặt nhờ? Grak nó kéo một phát 4-5 hướng liền. Kiểu gì? Quá ảo, ảo ma Canada là đây chứ đâu. Từ từ nha, bây giờ mình có một cái phương án, đó chính là mình ăn cái con Seda đã. Trước tiên là mình ăn cái con Seda để xem cái con Seda này nó có thể đối đầu được với cái con Grak, bot Grak hay không. Cứ từ từ nha. Mình nghĩ là cái con Seda này cũng chỉ là cái con Seda bình thường thôi. Phải có cái con Seda bạo chúa cơ thì chúng ta mới có thể có một cái thế trận cân bằng. Seda bạo chúa mới có thể đối đầu được với Grak siêu to khổng lồ kia. Đúng, hợp lý. Chứ còn Seda này là Seda cấp 2 nhá, cũng là hết sức bình thường. Đâu rồi nhỉ? Grak siêu to khổng lồ đâu nhỉ? Ôi ôi. Nhanh nhanh không nó phá thẳng nhà bây giờ, khéo thua đến nơi này các bạn ạ.
tiêu diệt luôn điêu thuyền. Mình xin. Chưa bao giờ mình trải qua một trận đấu với máy mà mình cảm thấy khó khăn như thế này. Quá vất vả và chính thức team mình mất 2 đường lính xuất cấp rồi, trong khi đó là team máy chưa mất một cái trụ nào luôn. Và bây giờ team mình sẽ cần phải dọn cái con bot Grack mà ứ giết nổi các bạn ạ. Các bạn thấy qua cái con Seja team mình ấy, nó còn không to bằng cả Grack luôn. Ui, sợ thật. Vừa xong chiêu thức của Grack nó kéo một phát 6-7 hướng. Team mình chưa gì bị chất 4 thành viên thế này. Còn một mình thủ nhà làm sao mà thủ được. Ui dồi, thua đến nơi rồi. Bớm làng nước ơi, nó khỏe quá, nó trâu quá. Bây giờ cái nhà chính của team mình đang gặp nguy hiểm đây này. Mất 3 đường lính siêu cấp rồi còn đâu. Ô hay thế nhở, Grack team mình này có thể kéo được. Ơ bây giờ chỉ cần kéo được cái con Grack này vào trong tế đàn thôi là ngon này. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Trụ tế đàn bắn cũng không thấm luôn. What the hell? Nó quá trâu. Ở chế độ khó thì 200.000 máu đối với Grack nhá. Còn ở chế độ vừa thì chúng ta sẽ đối đầu với 150.000 máu. Trong chế độ khó là 200.000 máu, cố gắng lên. Tiêu diệt. Vất vả thật sự, cuối cùng là cũng đã tiêu diệt được Grack rồi. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Sau khi tiêu diệt được xong Grack bot ấy thì lập tức chúng ta sẽ giành chiến thắng luôn, không cần đẩy trụ nhá. Bye bye người, bye bye.